Trong những ngày này, tuân theo Hiệp định Geneva, quân đội Pháp phải rút khỏi thủ đô Hà Nội. Trong thời gian rút quân khỏi thành phố, chính quyền Pháp đã ban bố lệnh thiết quân luật và dọa sẽ không nương tay nhằm mục đích buộc dân chúng chỉ ở trong nhà. Chụp ảnh lần cuối để giữ kỷ niệm về Hà Nội. Không để binh lính Pháp và bộ đội Việt Nam phải đổ máu thêm trên các cửa ngõ và tiếp quản thành phố là thắng lợi có tính thuyết phục của các lực lượng gìn giữ hòa bình. Các đoàn xe rút quân đi qua cầu Long Biên, bắc qua sông Hồng. Việc tiếp quản thủ đô đã diễn ra dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế gồm các thành viên Ấn Độ, Canada, Ba Lan. Ngày 9 tháng 10 năm 1954, các đội tuần tra bảo vệ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vào thành phố, thay thế cho binh lính Pháp tại các điểm trọng yếu. Các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam thay thế cho sĩ quan Pháp ở đồn chỉ huy. Lính Pháp rời khỏi trạm gác tại phủ toàn quyền Đông Dương, thay vào vị trí đó là chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tòa nhà Ngân hàng Đông Dương, lính gác thay thế cho nhau tại nhà máy nước thành phố, ga Hàng Cỏ. Công nhân đầu máy xe lửa Hà Nội đã liều chết giấu những bộ phận quan trọng nhất của đầu máy để quân chiếm đóng không thể lấy đi được cả đoàn tàu. Công nhân Hà Nội ngăn cản không cho lấy đi máy móc thiết bị của nhà máy điện và các nhà máy xí nghiệp khác trong thành phố. Ở ngoại ô thành phố, các công nhân đã cất giấu các dụng cụ, thiết bị quan trọng trong thành phố chuyển ra. Các dụng cụ y tế, thiết bị của bệnh viện thành phố đã được đóng gói để chuẩn bị chuyển vào Nam, song tất cả đã được giữ lại vào giờ chót. Tại những nơi có đội tuần tra của quân đội Việt Nam đi qua, tình thế biến đổi trong chớp mắt. Ngày 9 tháng 10 năm 1954, 16 giờ 30 phút, đội tuần tra cuối cùng của quân đội Pháp đi qua cầu Long Biên rút ra khỏi Hà Nội. Chúng ra đi vĩnh viễn. Hà Nội tự do. Nhân dân đã có thể hít thở tự do hát bài hát của mình và tự do cười rạng rỡ hạnh phúc.
nhân dân Hà Nội hân hoan chào đón đoàn quân thân yêu tiến vào thành phố. Từ cửa ô phía Tây, Trung đoàn Thủ đô tiến vào Hà Nội. Tên gọi hãnh diện đó được đặt cho trung đoàn đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung đoàn Thủ đô được thành lập từ các đơn vị, khu phố và các huyện. Họ đã chiến đấu bảo vệ thành phố đến những viên đạn cuối cùng. Anh hùng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Trị. Con đường chiến đấu của người lính thủ đô là con đường thắng lợi của quân đội nhân dân của dân tộc Việt Nam. Dù chiến đấu trên chiến trường nào, ở đâu, những người lính của Trung đoàn Thủ đô luôn tin rằng nhất định sẽ có ngày họ trở về thủ đô yêu dấu. Những người bạn cũ gặp lại nhau, họ phải xa nhau trong chiến tranh, mỗi người một đơn vị. Họ đã chiến thắng vì tất cả họ đều căm ghét chiến tranh. Phố phường Hà Nội tưng bừng trong ngày hội lớn, ngày hội của chiến thắng, ngày hội toàn thắng của ý chí sắt đá, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Trái tim mỗi người dân tràn ngập trong niềm tự hào về quân đội quang vinh, về những người lính dũng cảm, trẻ trung của đất nước. Những lời ca về những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của nhân dân sẽ còn vang mãi. Hà Nội những giờ phút đầu tiên sau giải phóng, thành phố bắt đầu sống một cuộc sống thanh bình và sôi động. Chúng ta đang chứng kiến một Hà Nội như thế này. Thế mà vào đúng thời điểm đó, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng thủ đô Việt Nam vắng tanh bóng người, rằng thành phố không có điện nước, dân chúng thì đói khát. Trên đường phố là cảnh hoang vắng, chỉ có tiếng bước chân quân đội đi tuần tra. Vâng, chỉ mới 2 ngày trước, tình hình đúng là như thế. Khi đội quân xâm lược còn chiếm giữ Hà Nội, còn hôm nay thì phải nói rằng chưa bao giờ Hà Nội vui và sôi động như thế, chưa bao giờ Hà Nội lộng lẫy đến thế. Những người chiến sĩ này đã cống hiến tất cả tuổi thanh xuân của mình cho cuộc kháng chiến cứu nước. Trong cuộc hành quân lên chiến hào, trong các trận đánh, có ai trong số họ lại không mơ ước đến ngày hòa bình, mơ ước được đi học và mơ ước đến những giảng đường đại học? Các trường học ở Hà Nội đã mở cửa ngay sau ngày giải phóng. Một năm học mới lại bắt đầu. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, trong thời kỳ kháng chiến, chúng ta đã gặp ông trong rừng, nơi ông dồn chí cho thuốc kháng sinh penicillin cùng hạt ngô. Các nhà khoa học Việt Nam trở về phòng thí nghiệm khang trang hơn. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, trong thời kỳ chiến tranh đã ứng dụng thành công phương pháp của nhà bác học Liên Xô Filatov. Nếu khi đó ở trong rừng, ông đã có chiếc tủ lạnh, chắc chắn ông đã đạt kết quả rực rỡ hơn. Trên chiến khu, các họa sĩ đi theo kháng chiến đã từng mơ ước đến ngày thủ đô thân yêu sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm của họ. Ước mơ đó đã thành hiện thực. Trên đường phố Hà Nội, người ta đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh được sáng tác trong kháng chiến. Tác giả của những bức tranh này là cố họa sĩ Tô Ngọc Vân, người đã anh dũng hy sinh khi chiến tranh gần kết thúc. Đây là những bức ký họa cuối cùng để trong chiếc cặp mà ông dùng ngoài mặt trận.